ngoài thì em đã đồng hành với cuộc thi cũng như là tham dự các cái hoạt động ở nước ngoài. Và sau đó khi mà về nước ấy, thì em cũng có tham gia các cái hoạt động từ thiện ở quê nhà. Thật ra thì khi mà đã đạt danh hiệu ở quốc tế và trở về quê nhà thì mình cũng rất là muốn tham dự các hoạt động để quảng bá du lịch cũng như là từ thiện ở quê nhà. Nhưng mà một mình thì sức người cũng có hạn nên là cũng rất là mong muốn là các cơ quan tổ chức cũng sẽ đồng hành cùng mình để mình lan tỏa một cách rõ ràng cũng như là mạnh mẽ hơn. Và tới cuộc thi này thì cũng rất là vui vì được Khánh mời đồng hành cùng cuộc thi để mình có sức lan tỏa về du lịch Việt Nam một cách rõ ràng hơn. Cảm ơn câu hỏi của chị. Đánh giá của ban giám khảo trong mùa thi năm nay của Học du lịch Việt Nam toàn cầu sẽ như thế nào? Tôi xin chào các quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Tôi rất là vui vì được em Khánh đây là một người em là mời tôi vào một cái vị trí, một cái vai trò là phó ban giám khảo trong chương trình Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu năm nay. Thì cái tiêu chí thực ra hôm nay thì ban tổ chức vẫn chưa công bố hết những cái thành phần của ban giám khảo. Thì tôi là người cũng là một đại diện cùng em Thảo và thế là em một người nữa thì ngồi trên cái bàn tọa đàm hôm nay. Thì tiêu chí chúng tôi đưa ra thì chống các thí sinh là cũng như tất cả các cái cuộc thi khác là tiêu chí là các thí sinh cần có sắc đẹp và trí thức. Thì cái cuộc thi Hoa hậu Việt Nam du lịch toàn cầu cần có những cái chúng tôi cần tìm kiếm những cái thí sinh có cái am hiểu về cái du lịch, am hiểu về những cái hoạt động du lịch Việt Nam cũng như là những cái danh lam thắng cảnh và những cái giá trị nhân văn, những cái thí sinh mà đã hiểu những cái nền văn hóa tín ngưỡng cũng như là những cái gì mà được bảo tồn. Thì đó là những cái tiêu chí chúng tôi đưa ra. Bên cạnh đó chúng tôi còn nhấn mạnh về những cái không những về sắc đẹp và trí thức, chúng tôi còn muốn các cái thí sinh đem đến những cái điều hiểu biết của mình để lan tỏa và là cái nhịp cầu nối với các bạn trong nước cũng như là quốc tế. Cái đầu tiên là cảm nghĩ đi. Cái cảm nghĩ của em thì là em tham gia đây là lần đầu tiên với vai trò là một ban giám khảo. Và em cũng đã từng có kinh nghiệm chinh chiến các cuộc thi trong nước và quốc tế với rất là nhiều niềm tự hào. Và đến với cuộc thi này, em mang niềm tự hào đấy để gửi gắm các cuộc thi, để có thể truyền cho các bạn thí sinh cũng như những vẻ đẹp về trí thức, vẻ đẹp về sắc đẹp cũng như những kỹ năng để giúp các bạn hoàn thiện hơn và thành công để có thể chạm đến vương miện Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu 2021. Về câu hỏi thứ hai, đúng không ạ, là truyền cảm hứng như thế nào? Thì bản thân em là một ban giám khảo sẽ đồng hành xuyên suốt cùng thí sinh tại cuộc thi từ đầu đến chung kết. Và đầu tiên với tiêu chí của một ban giám khảo thì em ngoài cái cuộc thi ra thì đương nhiên nhan sắc là luôn là điểm số trọng điểm của tất cả cuộc thi Hoa hậu rồi. Ngoài cái nhan sắc ra thì em có hai cái tiêu chí lớn thêm, đó là về cái tài và về tâm. Cái tài thì đương nhiên một người đẹp là phải có một kiến thức nền tảng cơ bản là trước mắt. Cái thứ hai đó là một sự thông minh, tinh tế, khéo léo trong việc ứng xử và giao tiếp. Cái thứ ba là ưu tiên một thí sinh sử dụng thành thạo một hoặc nhiều ngôn ngữ để có thể hòa nhập với bạn bè trên thế giới. Cái tâm ở đây đó là đối với mỗi con người thì cái tâm luôn là giá trị cốt lõi và nội lực bên trong. Và bản thân em cũng là một người trải qua rất là nhiều cuộc thi và em biết rằng nếu cuộc thi nào cũng sẽ có rất là nhiều khó khăn và thử thách. Nếu mà một cô gái
không đủ bản lĩnh, không đủ nỗ lực, không đủ sự cố gắng thì sẽ rất dễ bỏ cuộc. Vậy nên em nhìn nhận cái tâm từ chính con người và nội lực cũng sẽ giúp cho các bạn thí sinh hoàn thành tốt ở trong cuộc thi. Và đến với cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu lần này thì đúng với tên là du lịch, nên hướng tới em sẽ đẩy mạnh hình ảnh của một cô gái năng động, mạnh mẽ, không kém phần trí thức, sắc sảo. Em xin hết ạ.